xin chào các cháu nha. Đã quay trở lại với kênh của bà Ngoại Ma Vlog. Ngày hôm nay bà Ngoại Ma Vlog sẽ làm một món rất là đặc biệt, đó chính là trà sữa siêu bự và siêu cay. Bà đảm bảo chắc chắn một điều rằng trên đời này không có ai làm thứ trà sữa này đâu. Hiện tại thì bà đang tạo trân châu với lại ớt. Ớt rất là cay, trân châu rất là thơm ngon. Sau đó bà sẽ pha với sữa và đánh trong cái thùng đen để trộn. Và cuối cùng bà sẽ đổ vào cái chậu cay thiệt bự này và thưởng thức món trà sữa siêu bự và đặc biệt rất cay này. Các cháu nghe có kích thích hay không? Nào hãy cùng theo dõi bà nhé. Ây da, nội dung của mình làm rất chất lượng mà, sao không có ai xem thế này? Làm YouTube bây giờ ngày càng khó khăn, nội dung cạnh tranh. Mình đã làm rất là tuyệt vời, rất là sáng tạo mà. Trà sữa siêu cay, siêu khổng lồ mà chẳng đứa nào nó thèm xem. Trời ơi là trời. Hả? Cái gì đây? Kênh Sam L, xóa mẹ đi. Trời ơi là trời, đã làm cực khổ như thế này rồi, không có ai xem. Mà bọn chúng còn chửi mình nữa. Trời ơi, chắc phải bỏ YouTube quá. Thôi, chắc có lẽ phải dừng tại đây thôi. Mọi kế hoạch thì phá sản rồi. Mình phải trở về lại công việc hàng ngày của mình, nhát mấy đứa nhỏ. Nhưng mà khoan, khoan, nhát mấy đứa nhỏ. Tại sao mình không quay vlog về nội dung này chứ? Mình thấy nội dung này chưa ai làm mà. Mình sẽ thử mới được. Xin chào các cháu, đã quay trở lại với bà Ngoại Ma Vlog. Ngày hôm nay bà sẽ thay đổi toàn bộ nội dung video. Nội dung không còn là nấu những món siêu cay, siêu khổng lồ và về thức ăn nữa, mà chuyển sang thể loại là kinh dị. Hiện tại bà Ngoại Ma đang đứng trên nhà của một thằng nhóc. Thằng nhóc này bà Ngoại Ma quan sát từ rất lâu rồi. Các cháu có thể nhìn qua cửa sổ không? Nó đang xem phim hoạt hình đấy. Ngày hôm nay bà Ngoại Ma sẽ thực hiện một quá trình hù cho nó chết khiếp. Bắt đầu nào. Hả? Cái gì vậy? Thằng nào dám lấy đá ném cửa kính nhà tao vậy? Cái đồ mất dạy, ba má mày không biết dạy mày hả? Ra đây, tao sẽ dạy cho mày nè. Trời ơi, các cháu có thấy không? Cái thằng nhỏ đó nó nhỏ xía mà nó vô cùng hung dữ. Thôi, bây giờ chúng ta cùng quay lại nội dung chính của bà nào. Ngày hôm nay bà sẽ hù dọa cho nó chết khiếp. Nhưng mà chưa đâu các cháu, đầu tiên mình sẽ tạo hiện trường đã, để cho các cháu biết quá trình thực hiện như thế nào. Bà dụ nó ra đó, nhưng bà lại đi lén vào một cánh cửa trên gác phòng vệ sinh nhà nó. Bước tiếp theo, chúng ta cần phải tìm một người thân của nó. Trong phòng này không có người. Các cháu chắc chắn tới đây sẽ hỏi, để làm gì, tại sao không tấn công trực tiếp thằng nhỏ đó luôn. Phòng này cũng không có. Thì các cháu hãy chú ý, tí nữa bà sẽ cho các cháu biết. Đây rồi. Dường như đây là chị của nó, các cháu à. Chuẩn bị nào. Đầu tiên, bà sẽ rút vũ khí ra các đá. Hả? Có chuyện gì vậy? Nè, bà kia, bà là ai vậy? Sao bà lại đột nhập vào nhà của tôi? Hả? Sao sau lưng người này là một cô gái mà quay lại là một cái mặt thằng đàn ông? Đồ đáng ghét. Ôi trời ơi, con điệu nữa kìa. Các cháu ơi, bà cho các cháu coi một cái sinh vật lạ này. Trời ơi, thân xác con trai mà tâm hồn con gái. Ồ thì ra là cái thằng leo cái kìa. Ở đâu có một con mụ già vô duyên vô nhà mình nói với mình như vậy chứ? Không chấp nhận được. Bà sẽ cho mụ con mày không? Chết đi, con mụ già này. Con mụ già đây. Chơi tao à, không dễ đâu cưng à. Các cháu có thấy bà lợi hại không? Bà nấu ăn thì hơi dở thôi, chứ bà giết người hơi bị nhanh tay đó. Bây giờ là bước thứ ba. Bà sẽ dùng người thân của thằng nhóc, tức là cái tên lẹo cái này, để bắt đầu uy hiếp, làm cho nó sợ chết khiếp. Không biết thằng khốn nạn nào ném đá dấu tay nữa. Nó không biết mình là đại ca giang hồ lớp 1 hay sao vậy? Mình mà biết được đứa nào là coi chừng. Hả? Cái nước gì vậy? Hả? Cái gì vậy ta? Anh hai ơi! Anh hai ơi!
À quên, chị hai ơi, chị hai ơi, bị sao vậy? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Không xong rồi, mình sợ quá. Tiền hết trong quần rồi, điện cho ba mẹ thôi. Cái cháu của bà, cái cháu có thấy gì không? Theo dõi nãy giờ có hấp dẫn hay không? Bây giờ tiếp tục gây cấn nữa nè các cháu à. Bây giờ bà sẽ xuống, bà sẽ xé xác thằng anh hai của nó. À quên, cái con chị hai của nó chứ. Trước mặt của nó, để cho nó sợ chết khiếp luôn. Này nhóc con, xem đây. Sao bà lại cắt cổ chị hai của tôi? Đừng, đừng, đừng. Cái cháu coi nó kìa, nó sợ muốn chết luôn kìa. Nhưng mà thôi, video của bà dài rồi, bây giờ bà phải về xử lý video, sau đó đăng lên cho các cháu xem nữa. Chắc có lẽ video bà kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc, bà sẽ cho các cháu thấy màn kết thúc của bà đối với cái thằng nhóc hỗn xược này. Bà đừng làm gì tôi nha. Xin chào các cháu nha. Các cháu nhớ ấn đăng ký và theo dõi kênh của bà Ngoại Ma Vlog nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các cháu. Để mình đăng lên cái coi, không biết ai xem không nữa. Nhưng mà thử cái nội dung mới này. Xin chào các cháu đã quay trở lại với bà. Có người xem rồi kìa. 10 lượt xem. 100 lượt xem rồi sao? Wow. 500 lượt xem. 1000 lượt xem. Trời ơi, hấp dẫn quá. Có bình luận nữa kìa. Ghê quá bà ngoại ma ơi, nhưng mà làm tiếp đi. Được. Thiệt là dơ bẩn, nhưng sạch quá cô ai xem. Các bạn thấy bình luận nhiều nhiều lên. Ấy ra thử thách nhị ăn 10 ngày đi bà ngoại ơi. Đốt nhà hàng xóm đi bà ngoại ma. Thằng chó ở trên, bà ngoại ma đốt nhà búp bê chắc kỳ ý. Được, được. Mình phải thực hiện video tiếp theo mới được. Lượt view ngày càng cao rồi. Trong lúc chờ đợi, mình phải làm luôn mới được. Đốt nhà chất kỳ à, ý tưởng hay. Chất kỳ à, dạo này công việc của anh như thế nào rồi? Anh có giết được tên chủ nhân nào hay không? Ôi, đang ăn cơm, em đừng có nói tới chuyện công việc. Anh tính sau này đừng cho thằng nhóc con của chúng ta học hành đàng hoàng. Đừng có theo nghề của hai đứa mình nữa. Anh thấy không có tương lai gì cả. Đúng rồi, học hành đàng hoàng, tương lai sáng đẹp. Anh nhìn con của chúng ta kìa, nó thật là thông minh. Em có ngửi thấy mùi gì hay không? Không, em có ngửi thấy mùi gì đâu. Sao anh nghe thấy có cái mùi gì đó lạ lắm? Chẳng lẽ thức ăn hay là đồ nhà mình cháy ta? Đâu có đâu. Nấu nước mà sao cháy được anh? Sao anh nghe thấy cái mùi gì lạ lắm? Các cháu à, các cháu có thấy bà đổ không? Bà đổ xăng khắp nhà đó đó. Nó còn nói là mùi gì nữa. Bà phải trả thù lần trước. Con của nó dám tới tấn công bà. Lần này bà cho nhà nó tàn sát hết luôn. Nào, các cháu đã sẵn sàng chưa? Chứ bà sẵn sàng lắm rồi. Cháy lên nào, ngọn lửa ơi. Sao anh nghe có mùi gì khác khác vậy ta? Nóng quá à. Anh ơi, sao nóng dữ vậy? Nhà mình cháy rồi kìa. Cháy nhà rồi hả? Cháy nhà rồi, làm sao đi anh? Làm sao đi? Cháy nhà, vui quá. Cháy nhà vui quá. Nào, các cháu của bà có cảm thấy hay hay không? Bà thực hiện theo ý tưởng của các cháu rồi đó. Các cháu hãy like và chia sẻ video cho bà nha. Đừng quên bình luận bên dưới để bà có thể thực hiện clip tiếp theo ý tưởng của các cháu. Các cháu thích như thế nào bà chiều tới bên. Thôi, xin chào các cháu nha. Cảm ơn các cháu đã theo dõi video của bà Ngồi Ma Vlog.